X51 Story mến chào quý thính giả. Ngày 7 tháng 10 năm 2023, ở Trung Đông, Israel bất ngờ bùng cháy ngọn lửa chiến tranh hừng hực. Dải Gaza ở góc Tây Nam của Israel vốn là địa bàn thuộc kiểm soát của Hamas, một tổ chức vũ trang của người Palestine. Từ nơi này, phần tử vũ trang Hamas đã bắn hơn 3.000 quả rocket về phía Israel. Cùng ngày, phiến quân Hamas đã dùng nhiều cách thâm nhập vào Israel, tấn công vào lễ hội âm nhạc ở miền nam Israel và nhiều ngôi làng của Israel, sát hại một số lượng lớn dân thường và bắt cóc con tin. Hiện tại được biết có 1.400 người ở Israel đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của phiến quân, và hàng trăm người khác bị bắt cóc đến Gaza làm con tin. Các cuộc không kích trả đũa sau đó của Israel cũng gây ra thương vong lớn cho dân thường Palestine ở Gaza. Thế là một vòng xung đột mới giữa Israel và Hamas bắt đầu ở Trung Đông. Vì Hamas không đại diện cho tất cả người Hồi giáo sống ở Palestine, vì vậy, nói đến xung đột Israel-Hamas sẽ chính xác hơn là xung đột Israel-Palestine. Người Palestine thực chất là người Ả Rập sống trên đất Palestine ngày nay. Hầu hết họ tin vào Hồi giáo Sunni, và ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Ả Rập, một phương ngữ của Levant, phía đông địa Trung Hải. Kể từ khi nhà nước Israel thành lập vào năm 1948, xung đột Israel-Palestine vẫn liên tục xảy ra, hầu như chưa bao giờ dừng lại. Lần này, sau cuộc tấn công quy mô lớn của Hamas, Israel ban đầu không có sự chuẩn bị nên đã bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng rất nhanh sau đó họ đã tổ chức phản công. Một ngày sau, Israel chính thức tuyên chiến với Hamas. Trong Kinh Thánh, vào thời cổ đại, vị trí hiện tại của Israel được gọi là xứ Canaan. Trong cựu ước của Kinh Thánh, đó là vùng đất quý giá mà Đức Chúa của người Israel, Đức Giê-hô-va, đã hứa ban cho tổ tiên của Israel là Abraham. Nó được gọi là vùng đất hứa, nơi đượm sữa và mật. Nhưng tại sao ở nơi này lại xảy ra khói đạn liên miên trong suốt 80 năm qua? X51 Story cùng quý thính giả sẽ đứng từ góc độ lời tiên tri trong Kinh Thánh để phân tích nguyên nhân đằng sau sự hỗn loạn này. Câu chuyện bắt đầu vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, nghĩa là từ hơn 2.600 năm trước. Hơn 2.600 năm trước, cũng là lúc Hy Lạp bước vào thời kỳ cổ điển, thời kỳ trỗi dậy của nền văn minh Athens. Tại vị trí của Israel ngày nay, vào thời đó có một đất nước tên là Vương quốc Juda. Vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, quốc vương của Juda tên là Josiah. Ông cũng là một vị vua rất được kính trọng. Ông không những hết lòng trách nhiệm, phẩm hạnh cao thượng, mà còn tuân thủ nghiêm những luật lệ mà Đức Giê-hô-va để lại cho nhà tiên tri Moses. Ông là một vị vua muốn tạo ra sự khác biệt. Vương quốc Juda là một phần của vương quốc Israel cổ đại thống nhất từ thời vua David đến vua Solomon. Nhưng sau thời vua Solomon, Israel cổ đại bị chia cắt thành hai quốc gia, miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc được gọi là vương quốc Israel, miền Nam tên là Juda. Đến thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, đế quốc Tân Assyria trỗi dậy ở Tây Á đã chiếm đóng vương quốc phía Bắc Israel. Vương quốc Juda dưới sự cai trị của vua Josiah vẫn là một đất nước độc lập. Vào thời điểm đó, ở phía đông Juda có đế quốc Babylon, ở phía bắc có Assyria, và ở phía tây có Ai Cập, đều là những nước láng giềng cường thịnh. Vương quốc Juda chỉ là một đất nước nhỏ bé có ít người, hoàn cảnh an ninh rất kém. Tình trạng này của Juda cũng tương tự như tình hình ở Israel ngày nay. Nhưng sau khi vua Josiah lên nắm quyền, ông tham vọng muốn lấy lại lãnh thổ phía bắc bị Assyria chiếm đóng, để thực hiện sự phục hưng vĩ đại cho dân tộc. Năm 622 trước công nguyên, một sự kiện quan trọng đã xảy ra ở Juda. Một bé trai được sinh ra trong một gia đình tư tế tôn kính, được đặt tên là Ezekiel. Hơn 10 năm trôi qua, đến năm 609 trước công nguyên, đế quốc Babylon bất ngờ phát động chiến tranh chống lại Assyria. Vua Josiah của Juda muốn tận dụng cơ hội này để tham gia vào cuộc chiến, với mong muốn nhận được một phần lợi trong cuộc chiến giữa các cường quốc, lấy lại phần đất Israel cổ bị Assyria chiếm đóng. Vì thế ông nhanh chóng thành lập liên minh với Babylon cùng khai chiến chống lại Assyria. Còn phía Assyria cũng có đồng minh là Ai Cập, vốn là một đất nước hùng mạnh lúc bấy giờ. Khi quân Babylon tấn công Assyria, Pharaoh của Ai Cập cũng nhận được thư cầu xin giúp đỡ từ Assyria. Vậy là Pharaoh dẫn quân đi giải cứu, không ngờ khi đi ngang qua xứ Juda, quân của Pharaoh đã bị quân Juda đánh chặn. Người đứng đầu quân Juda không ai khác chính là vua Josiah. Pharaoh cũng không chịu lép vế, lập tức chỉ huy toàn quân xông tới. Dù vua Josiah có nhiều tham vọng, nhưng thực lực quân sự của hai bên cách nhau quá xa. Quân Juda cũng chiến đấu dũng cảm, nhưng đã bị bánh xe chiến xa của quân Ai Cập nghiền nát hoàn toàn. Toàn bộ quân Juda bị tiêu diệt, vua Josiah cũng chết trong trận chiến. Giấc mơ phục hưng của vị vua dân tộc Do Thái cũng biến mất cùng với cái chết của ông. Nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn. Pharaoh không lưu lại đất của người Do Thái, dẫn quân thắng trận tiến vào Assyria, nhưng đã bị quân Babylon đánh bại. Assyria mất viện trợ bên ngoài và bị đế quốc Babylon hủy diệt. Babylon trở thành chúa tể mới của Trung Đông. Vào đúng năm này, Ezekiel 13 tuổi, đột nhiên sở hữu năng lực tiên tri. Pharaoh Ai Cập sau thất bại,
đã quay trở lại đô thành mang theo sự giận dữ mạnh mẽ. Ông lại đi ngang qua xứ Juda, trong tâm nghĩ chạy xa ngàn dặm vậy mà chẳng được gì, nên lại càng tức giận. Vậy là ông biến vương quốc Juda thành một nước chư hầu của Ai Cập, thường xuyên phải cống nạp cho Ai Cập. Juda ban đầu là đồng minh của Babylon, trong chớp mắt lại trở thành nước chư hầu của Ai Cập. Điều này thật đáng xấu hổ cho Babylon, kẻ vừa đánh bại Ai Cập. Ngoài ra, Babylon không cho phép quốc gia Do Thái đi theo kẻ thù của mình. Một nước nhỏ bị kẹp giữa các nước lớn, số phận của Juda thật bấp bênh. Vua Josiah vội vàng nhúng tay vào cuộc chiến giữa các cường quốc, đã đánh cược tính mạng của toàn thể dân tộc mình, khiến dân tộc Israel phải chịu số phận nghiệt ngã trong nửa thế kỷ tiếp theo. Vào năm 598 trước công nguyên, vua Nebuchadnezzar của Babylon bao vây Jerusalem, thu được một lượng lớn cống vật, đồng thời bắt một số lượng lớn các thành viên hoàng gia Do Thái, quý tộc đại thần, thầy tế và thợ thủ công, rồi đem họ về nước làm tù binh. 11 năm sau, ông lại chiếm Jerusalem, thiêu hủy ngôi đền thứ nhất, một lần nữa thu được lượng lớn tài sản và bắt người về Babylon. Trong lịch sử Do Thái, sự kiện này được gọi là sự giam cầm của người Babylon. Ezekiel cũng là một trong số những người Do Thái bị bắt sang Babylon. Nhưng người Babylon cổ đại đối xử với tù nhân Do Thái vẫn nhân đạo hơn nhiều so với Hamas ngày nay. Lúc này, Ezekiel đã trở thành tư tế được người Do Thái tôn kính và nhà tiên tri. Ông đã đưa ra những lời tiên tri trong 22 năm của kiếp sống lưu vong, sau này được biên soạn thành sách mang tên Ezekiel. Tập hợp những lời tiên tri này là một trong những phần bí ẩn và khó hiểu nhất trong Cựu Ước, thậm chí còn bí ẩn hơn việc Moses xé biển đỏ bằng cây gậy của mình. Người ta nói rằng chỉ những người Do Thái trên 30 tuổi mới đọc được phần này, nếu quá trẻ mà đọc thì cũng sẽ không hiểu gì. Phần đầu của cuốn sách Ezekiel kể về một sự kiện bí ẩn. Ezekiel nói rằng, vào năm thứ 5 thời lưu đày ở Babylon, một ngày nọ ở bên sông Zeba, ông đột nhiên thấy bầu trời rộng mở ra, sau đó nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Ông nghe Đức Giê-hô-va nói với ông, bàn tay thiêng liêng của Ngài đã chạm vào ông. Ezekiel nhìn quanh và cảm thấy một cơn gió mạnh thổi từ phía bắc, sau đó, một đám mây rực lửa xuất hiện trên bầu trời, xung quanh vẫn tản ra luồng ánh sáng mạnh mẽ. Ngọn lửa ánh sáng vẫn rực rỡ, giữa ngọn lửa dường như có thứ gì đó lấp lánh như hổ phách. Ezekiel nhìn kỹ hơn, hóa ra có 4 sinh vật sống giữa ánh lửa. Ezekiel nói rằng bản thân ông chỉ có thể gọi những gì nhìn thấy là sinh vật sống, bởi vì ông không biết chúng là gì. Theo lời của những nhà nghiên cứu kinh thánh sau này, những gì Ezekiel nhìn thấy lúc đó hẳn là những thiên thần trí tuệ. Ngoại hình của những sinh vật sống này vô cùng kỳ lạ. Cơ thể của họ gần giống hình người, và trên đầu có 4 khuôn mặt, tương tự như tượng Phật 4 mặt thường thấy ở Ấn Độ cổ đại, phía sau có 2 đôi cánh, chân thẳng, bàn chân giống như móng bò, tỏa sáng rực rỡ. Bàn chân như đồng nung nóng, 4 khuôn mặt theo thứ tự từ trái qua phải là mặt người, mặt sư tử, mặt chim ưng và mặt bò. 4 cánh sau lưng chia thành 2 cặp, một cặp che phía trước cơ thể, giống như đôi bàn tay con người. Một cặp khác mở ra phía sau lưng. Khi những sinh vật sống này di chuyển, dù di chuyển theo hướng nào, toàn bộ đều đi thẳng, không cần quay người. Quanh thân thể họ được bao quanh bởi một quả cầu lửa. Từ ngọn lửa phun ra tia sét mạnh, họ cứ di chuyển qua lại như thế, nhanh như tia chớp. Khi quan sát kỹ, Ezekiel lại phát hiện mỗi sinh vật đó đều có một bánh xe giống như một cột trụ xanh sáng lấp lánh. Kết cấu trông giống như trong bánh xe lại có bánh xe nữa. Vành bánh xe được lấp đầy bằng mắt. Khi 4 sinh vật sống di chuyển, bánh xe cũng chuyển động. Khi chúng trỗi dậy, bánh xe cũng trỗi dậy. Các sinh vật sống này đi đâu, bánh xe sẽ đi theo tới đó. Bởi vì linh hồn của các sinh vật này ở trong bánh xe đó. Trên đầu của 4 sinh vật sống có một thứ khác giống như mái vòm lấp lánh như pha lê. Dưới mái vòm, đôi cánh của sinh vật sống tạo ra âm thanh như nước chảy. Phía trên mái vòm có một thứ trông giống như một chiếc ngai vàng, giống như ngọc bích. Trên ngai có hình người. Ezekiel đã phát hiện ra ở phần thắt lưng của hình người này có thứ gì đó lấp lánh như hổ phách. Ngoài ra còn có thứ gì đó quấn quanh như lửa phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Chứng kiến tất cả những điều này, trong lòng Ezekiel tin chắc rằng đó là Đức Giê-hô-va đang ngự trên ngai. Vì vậy, ông tiến về phía trước và lạy một cách kính cẩn trên mặt đất. Lúc này ông nghe thấy tiếng của Đức Giê-hô-va đi vào tâm trí ông. Cảnh tượng ly kỳ được mô tả ở trên chính là chiến xa Ezekiel nổi tiếng, cũng là nguồn cảm hứng cho cuốn sách Cỗ Xe của các vị thần sau này. Chúa muốn Ezekiel mang lời tiên tri tới cho người Israel. Vậy là Ezekiel đã ghi lại thần dụ dưới hình thức lời tiên tri. Cuốn Ezekiel có tổng cộng 48 chương sách. 35 chương đầu nói về số phận của người Israel trong 2000 năm. Trong chương 35, có nói rằng Đức Chúa Trời muốn người dân Israel chuộc tội, nên đã phân tán họ đến sống ở các nước xung quanh. Những nước láng giềng này sẽ cướp bóc và chiếm đóng Israel, sau đó xứ Canaan, vùng đất phì nhiêu, đường sữa và mật, sẽ trở thành vùng đất hoang vu và cằn cỗi. Trong chương 36 của lời tiên tri, đột nhiên thay đổi phong cách và viết rằng, vì danh Chúa,
Đức Giê-hô-va quyết định đưa người dân Israel sống rải rác ở nhiều nước trở về vùng đất hứa. Mảnh đất cằn cỗi sẽ sinh hoa trái dồi dào cho người Israel. Vì có rất nhiều người sinh sống, đất hoang phải trở thành đất cánh đồng phì nhiêu. Các thị trấn sẽ lần lượt mọc lên. Nhiều người Israel sẽ quay trở lại đây, trở thành chủ nhân nơi này. Con người sẽ phát triển phồn vinh ở đây, dân số sẽ ngày càng tăng lên. Lời tiên tri nhấn mạnh rằng, sau khi rửa sạch tội lỗi Israel sẽ có mùa màng bội thu, các thành phố thịnh vượng và đất hoang biến thành đồng ruộng màu mỡ. Có lẽ, lời tiên tri này tương ứng với hai sự kiện trong lịch sử. Một là cố xảy ra vào năm 587 trước công nguyên. Đây chính là sự giam cầm ở Babylon mà chính Ezekiel đã trải nghiệm qua. Khoảng 50 năm sau, người Do Thái trở về quê hương và tái lập đất nước của họ. Còn một sự kiện khác xảy ra vào năm 66, quân La Mã chiếm được Jerusalem, thiêu hủy ngôi đền thứ hai. Kể từ đó, người Do Thái đã phân tán khắp thế giới, bắt đầu của thời đại ly tán kéo dài gần 1.900 năm. Cho đến năm 1948, người Do Thái trở về quê hương và Israel phục quốc. Vậy lời tiên tri tương ứng với sự kiện lịch sử nào trong hai sự kiện lịch sử này? Thời kỳ lưu đày ở Babylon chỉ kéo dài 50 năm. Canaan, xứ sở tràn đầy sữa và mật, vẫn chưa biến thành một vùng đất hoang. Sau khi người dân Israel sống ở Babylon 50 năm, đế chế Ba Tư mới nổi đã hủy diệt Babylon, cho phép người Do Thái trở về quê hương. Vậy là người Do Thái trở về Jerusalem, xây dựng ngôi đền thứ hai. Trong thời đại đó, Israel không hoang vắng như ngày nay. Diện tích sa mạc cũng không rộng lớn như ngày nay, vẫn là mảnh đất phì nhiêu đượm sữa mật. Vì vậy, ngay cả sau khi phải chịu đựng trải nghiệm đau đớn như sự giam cầm của người Babylon và đất nước bị tàn phá, nơi đây vẫn không phải là vùng đất hoang. Vì vậy, sự kiện lịch sử tương ứng với lời tiên tri ở chương 36 ắt hẳn là sự phục quốc năm 1948. Vào cuối thế kỷ 20, Israel đã đạt được tiến bộ lớn trong cải tạo sa mạc Negev và thậm chí còn trở thành nước xuất khẩu nông sản. Điều này đã ứng nghiệm với lời tiên tri của Ezekiel rằng phần đất hoang biến thành đất đai màu mỡ. Trong lời tiên tri ở chương 37, Đức Giê-hô-va lại cho Ezekiel thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Ezekiel nhìn thấy trong một thung lũng chất đầy những bộ xương khô. Đức Giê-hô-va đã thi triển thần lực làm cho những bộ xương khô này chuyển động, và chẳng mấy chốc họ đã trở lại bằng xương bằng thịt, thành người sống. Sau đó Ngài bảo Ezekiel rằng, những bộ xương khô này đại biểu cho toàn thể người dân Israel. Họ tuyệt vọng và bất lực. Ngài muốn Ezekiel mang lời tiên tri đến cho họ, để họ có tràn đầy niềm tin vào thần. Thần có thể làm sống lại tinh thần của họ. Ảo ảnh này có ý nghĩa ẩn dụ, xương khô cũng giống như lời người phương Đông nói, chỉ những người đã mất đi linh hồn, sống cũng tương đương với chết. Lời tiên tri giống như thổi sức sống vào những người này một lần nữa, khiến cho họ thực sự sống lại. Sau đó lời tiên tri đã nói về một điều rất quan trọng. Đức Giê-hô-va nói rằng, nước Israel mới kiến lập sẽ bao gồm miền Bắc Israel và Judah. Lãnh thổ này tương đương với Israel cổ đại từ thời vua David đến vua Solomon. Sau thời vua Solomon, chỉ có một nhà nước duy nhất là nhà nước Israel được tái lập vào năm 1948. Vì vậy, theo lời tiên tri, chúng ta có thể chắc chắn rằng nó đang nói về Israel hiện đại. Hơn 2.600 năm trước, ước mơ của nhà vua Josiah không thể thực hiện được, nhưng nó đã trở thành sự thực trong thế kỷ 20. Đây là một bằng chứng mạnh mẽ khác cho thấy lời tiên tri này tương ứng với Israel sau năm 1948. Tiếp theo trong cuốn sách Ezekiel, từ chương 38 đến 39 càng giống tình huống hiện tại. Sau mỗi lần Israel bị tấn công, rất nhiều nhân sĩ tôn giáo đều liên tưởng đến cuộc chiến tranh ngày tận thế, cũng là bởi vì một phần này của lời tiên tri. Lời tiên tri này nói rằng, sau khi thành lập nhà nước Israel, nước này sẽ gặp phải một nhà lãnh đạo tên là Gog của vùng đất Magog. Thủ lĩnh này sẽ tổ chức liên quân tấn công Israel. Gog là hoàng tử của Rosh Mesad và Tubal. Quân đội của ông bao phủ trái đất như những đám mây đen. Quân Israel trong cuộc chiến này dường như độc lập tác chiến, và xem ra không có cơ hội chiến thắng. Cuộc chiến này còn đi kèm với những thiên tượng rất rõ ràng. Toàn thế giới có thể cảm nhận thấy trận động đất mưa đá, lửa và diêm sinh tương tự như những trận động đất do núi lửa phun trào hoặc sao chổi va vào trái đất. Những thiên tai, bệnh dịch và xung đột đẫm máu này sẽ đến vương quốc do Gog cai trị, và các đồng minh bên cạnh của ông. Cả thế giới sẽ chứng kiến những điều này. Đây là trận chiến ngày tận thế. Vậy người lãnh đạo tên Gog này là ai? Một số nhà nghiên cứu kinh thánh đương đại tin rằng Gog là người lãnh đạo nước Nga. Tên tiếng Do Thái của Gog được Ezekiel ghi lại, tương đương với tên nước Nga ngày nay. Theo lời tiên tri, Gog dẫn đầu đội quân đến từ phương Bắc xa nhất. Vì vậy, theo tọa độ địa lý hiện tại của Israel, đất nước xa nhất về phía Bắc của nó, chắc hẳn là Nga. Lời tiên tri cũng liệt kê những nước đồng minh của Gog Magog. Magog ở đâu? Những người giải thích lời tiên tri tin rằng, nó từ Trung Á đến Tây Á. Một số quốc gia ngày nay tin vào đạo Hồi, có lẽ cũng bao gồm Afghanistan và Ba Tư, tức là Iran ngày nay. Những quốc gia cổ xưa Mesad,
và Tiêu Bồ được nhắc đến trong lời tiên tri thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Vậy có lẽ Tiêu Bồ đang ám chỉ Thổ Nhĩ Kỳ. Các đồng minh khác của GOG cũng bao gồm Sudan ngày nay ở Đông Phi, Libya ở Bắc Phi. Trong số các quốc gia này, ngoại trừ Nga, tất cả đều là những nước Hồi giáo. Chúng ta có thể đối chiếu với thực tế để kiểm nghiệm lời tiên tri. Vào năm 1948, sau khi nhà nước Israel hiện đại được thành lập, bốn cuộc chiến tranh Trung Đông đầu tiên chủ yếu là chiến tranh giữa các nước. Kẻ thù cũ của Israel là Syria ở phía Bắc, Jordan ở phía Đông và Ai Cập ở phía Nam. Nhưng sau chiến tranh Yom Kippur, những kẻ thù kiểm soát toàn bộ bộ máy nhà nước này đã biến mất trong số các nước láng giềng gần gũi của Israel. Nước duy nhất còn lại không phải là quốc gia Ả Rập mà là Iran, thời cổ đại được gọi là Ba Tư. Nhưng Iran không phải là hàng xóm thân thiết của Israel, giữa hai nước bị ngăn cách bởi Iraq và Syria. Vì vậy, đối với cuộc xung đột Israel-Hamas vừa xảy ra, một số cư dân mạng rất lo lắng tự hỏi, liệu đây có phải là điềm báo trước cho cuộc chiến này tận thế? Liệu nó có gây ra thế chiến thứ ba? Theo lời tiên tri của Ezekiel, chúng ta hãy kiểm tra thực tế một lần nữa. Chúng ta có thể thấy rằng trong cuộc xung đột hiện nay, mặc dù Iran và Nga rất có khả năng ngầm hỗ trợ Hamas, nhưng xét cho cùng, nhà lãnh đạo nước Nga không đích thân đưa quân xuống phía nam. Iran chưa tấn công trực tiếp Israel. Hơn nữa, Israel cũng không chiến đấu một mình. Hai tàu sân bay Mỹ đã đến vùng biển phía đông Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel. Ngoài ra, trong lời tiên tri nói tới các thiên tượng như hỏa hoạn, động đất hay mưa đá đều chưa xuất hiện. Vì vậy, chúng ta có thể suy đoán rằng làn sóng xung đột giữa Israel và Hamas không có trong lời tiên tri của Ezekiel. Cái gọi là trận chiến này tận thế có gây ra cuộc chiến tranh quy mô thế giới lớn hơn không, thì hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều này. Và trong tiên tri Ezekiel đã chỉ ra con đường để dân tộc vượt qua khỏi khó khăn. Đó là người dân Israel cần giữ lời thề ước với Chúa. Chúa cũng đã hứa rằng sau khi tội lỗi của họ đã được rửa sạch, sẽ làm cho họ thịnh vượng trở lại. Vậy khi nào trận chiến này tận thế sẽ xảy ra? Lời tiên tri nói rằng khi một số lượng lớn người Do Thái trở về Israel định cư. Từ năm 1948, Israel phục quốc cho đến ngày nay, đã gần 80 năm trôi qua. Trong suốt thời gian đó, thực sự có một số lượng lớn người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới đã trở về Israel định cư. Vậy theo lời tiên tri, trận chiến này tận thế này thực sự có cảm giác như nó sẽ đến rất gần. Vì vậy, không có gì lạ khi những người Do Thái và Cơ Đốc giáo tin vào lời tiên tri sẽ rất lo lắng một khi tình trạng khẩn cấp xảy ra ở Israel. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.